Bây giờ đúng rồi, làm như vậy đi. Chị rồi chắc là nửa ký. À. Quân ơi, hãy lấy cho cô mấy cái Nhung ơi, Nhung ơi, Nhung ơi, ra khóa cổ luôn. Ra khóa cổ. Lâu nay thì vẫn là vậy, nhưng mà tại vì là chưa nay được công cộng ngoài nhá, bán ở đâu trong một số các quận người ta biết chị ạ. Bữa sáng có như vậy không? Lửa cái xe lụa chị ơi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, chỉ là nó ra nó đưa cái gì. Chú ơi. Một trăm. Chú ơi, 100 chú ơi. Sáu lạng, anh ơi chú chóng lạng. Cái này lửa ký là mình ăn một ký là mình có lấy cả 100 luôn. Là 5 cây á, 5 cây là 15 ký. Cây nên như 15 miếng. Cây. 5 cây là 15 ký á. Cây này 15 miếng nữa. Yeah.
Mà không phải ai chị cũng biết quay đâu. Bây giờ chú nói thật với chú là quay đi hiểu cái mệt lắm. Dẻo thì làm giò chả thôi chứ còn đây là chị mới bảo chứ đúng rồi, thà mình như vậy đi. Bí quyết là thức đêm, ngủ ngày không được ngủ. Nói chung là mỗi ngày phải mười mấy người. Nắng lắm. Bây giờ nắng. Giờ cao điểm nhất là 6 giờ đến 9 giờ chứ ạ. Đồng lắm nè. Giờ nó lựa cháy này. Mà cũng chỉ vắng một lúc này thôi, tầm tiếng nha. Tầm khoảng 30 phút đó là chỗ đứng này đông lắm đấy. Thành 30 ký con. Cái đó con. Hay hút chân công đi. Hay hay hút chân công đi con. Được không? Lâu lắm. Nếu không có hút chân công. Lấy cái thân của này bỏ vô được không? Lấy một bát này. Úi, chạy chồng. Lấy rồi, rồi, có rồi em ơi. Dạ, dạ, nghe anh ơi. Mát bớt được. Wow. Ông nói về dưới nước là hay. Thế thì cái nước không nè. Hả? Ý là không phải ở đứng không? Có nước ở trên nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình có như vậy không? Dung ơi, sáng mai mình đeo cái giỏ lên giống cũng vậy không? Ơi, chiên rồi chứ không? Ừ, 15 kg chiên rồi. Để lát lại chiên cho con ạ. Thank you.
hộp nhân á là cuốn một hộp ướt là không có thơm luôn. Đây hai hộp cái dạ được. Bốn hộp cuốn một hộp ướt. Đây hai hộp cánh cánh không nữa. Bốn hộp nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.